sáng chói chói bị chói rồi. Chào mừng các bạn nha, đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Buổi sáng chủ nhật quay sầu riêng cho của Thanh bán ở đây vào sáng chủ nhật cho các bạn xem. Cũng rất là nhiều khách chưa có biết cái chỗ này nha các bạn, tâu quá bị ngược sáng. Hôm nay Thanh sầu riêng bán lô sầu riêng bao ăn 75k. Chín cây hay sao chín rồi ta? Lấy cái hộp đem về, đem về trồng lại được mà. Để thử muối ăn nha. Hộp vậy là cái gì? Trời ơi, đâu phải cái đó hộp không đâu. Ôi. Ờ. Hộp mà. Hộp vừa chứ hộp. Nè, ăn thử muối này. Ăn thử muối này đi nè, muối này nè. Ăn không tính tiền. Ăn không tính tiền quá các bạn. Thôi ăn trái thường thường. Trái thường. Có khách không thích. Sầu riêng hột nha mọi người, 70k bao ăn. Anh này khách quen mà. Ăn thử cái ngon này. Cơm nha. Ông trời ơi, sợ mẹ ơi. Cái hộp. Mày cãi hoài tao không hoài cái gì vậy? Em có cái hộp mà anh cãi em không à? Không có gì đâu, để lấy ra. Không có cho sướng, tiền mà. Hồi trước tao bị lần này, nó nguyên một trái nó lừa tao, nó lấy tao được một muối, cuối một muối nó cũng bị sự luôn. Ai lừa, ai dám lừa anh? Ai dám lừa anh, kêu Thanh xử cho. Chưa ăn nữa không anh? Một ký chưa, chưa đủ đâu. Có mấy được anh? Vậy ạ? 379.000 nữa. Đây. Đi 6 miền Tây, đi 6 miền Đông. Cái này là kiểu như sầu riêng hột, sầu riêng ăn chả hột nha các bạn. Trung vàng hạt lép thái là 130. Nhiều người vẫn chưa biết cái chỗ này nha. Đi đâu mất tiêu rồi. Còn chỗ mới rồi, gần 20 ngày rồi cái này. Thì khách chưa biết cho mày. 20 ngày rồi. Nay là đúng 20 ngày hả Thanh ha? Thì tao muốn nhiều luôn. Chưa được tháng.
Chào chú Phui nè. Coi lên YouTube coi đi. Coi đây. Lên YouTube rồi, về YouTube. Giờ thay một bàn rồi. Anh không nhớ được nữa. Con theo này. Mẹ nói. Em không con, em tại chỗ thôi con. Vô đây con Phui nè, đi đâu mà mày đó. Thành sáng giờ tích cực giới thiệu một cái học này đã quá học này quá xuất sắc, tích cực giới thiệu sầu riêng ngọt, có vị khách nào ăn thử không, thử bằng thử sầu riêng ngọt. Sầu riêng hột là hột phải bự gan quý vị. Đúng rồi, gáo đi cơm đi. Ủa, quá hai anh em đoàn kết trong này, sáng bữa nay đoàn kết dữ trời. Anh em đi cũng cực dữ lắm rồi. Mấy người là chắc mấy người. Lấy cái cơm 258 hả chị? Muốn ăn cơm kiểu gì cũng có luôn. Anh nhỏ dữ hơn. Còn anh xin mít ướp. Nhỏ không dữ hơn nha. Không phải anh nói chuyện là chiều thôi. Nhưng mà thằng anh thấy nói chuyện tình cảm lắm. Đánh quá tình chiều thôi. Đâm ra nó sẽ chữ thôi. Cái này đã nhiêu tiền của anh chưa? Không dữ hơn. Lâu lắm rồi mới gặp má. Rất tuyệt vời. Gió nó mỏng mà. Gió nó mỏng mà khui khó. Đó, cái chỗ nó vậy khui à. Gió nó mỏng lắm. Này nó hút sâu vô trong. Dạ cô, lâu lắm rồi nha. Đã được khỏe không? Khỏe hả? Đúng rồi, khỏe rồi, đúng không? Rồi, lấy ghế cho má ngồi luôn. Mấy ta đi tiếng đường là thấy ok. Tao có thấy cô ốm hồn trước đó chưa? Dạ. Ô, chào cao thủ. Bình đại ca. Đi trên đó thôi à. Cái này nó cũng tên nhát thì ngon
quá trời con luôn hay hả? Cái này mà dẻo nè. Bỏ đi chạy như này à. Không phải bỏ người ta đuổi. Em muốn thì đau lòng anh. Tôi chạy kia tôi mua thấy ổ sao kỳ, tôi nhớ cái này có cái tiệm. Đó tôi chạy được đây. Tí cơm mà kìa. Cái này lời rồi đi còn hai học nữa không? Cái trái này bán ký gửi con ký gửi á có 300 mấy hả? 355 trời ơi lời gửi con cơm vàng cái một ký cơm là nhiêu? 333 một ký cơm á đúng rồi để lên vậy con để lên vậy là 333 rồi đó có 325 rồi đó không có chi trả tiền rồi đòi cặp phải đi về luôn á rồi lấy hai muối lại đi chuyện này là nó cái vỏ mỏng mà mua trái lời hơn nha mà đi về đi trả hai muối lại dư rồi mua trái lời hơn nha. Lâu lâu lắm rồi gặp Bình á giờ này khỏe không anh 458 ngàn hả đâu hả chỉ tôi bị giảm cân rồi giảm nhiều rồi đó sao giá rồi thấy ổn mọi người á đúng không chưa gọn đi gọn hơn đẹp trai hơn chắc có đi tập về chim quá có uống gì mà nó ép cái cây rồi rồi lên xuống đi xuống trong tủ có nước suối rồi quá trời luôn ở đây sầu riêng có cái loại sầu riêng hộp nha mọi người à, nó trái tiêu rồi mà tôi lên tiêu đề được lên tiêu đề lấy đồ trái tiêu phèo hả là ở cái hộp ông kia chơi là hộp to đó bởi đây cái này sầu riêng hộp mà sầu riêng hộp là hộp phải to rồi 75.000 ký mà mua nhiều có giảm giá nha à có giảm giá hả được cái này được mà cái này nó bị dập cai rồi muốn hơn để lấy cái khác đẹp hơn cùng vụ gì rất tiền cái này hồi xưa ở Bình Dương thấy là ăn sầu riêng trả hộp á đúng rồi búp phê sầu riêng bán nhiêu tiền vô ăn trả hộp á ta lấy hộp đi cây á cây đúng rồi trả lại bán lại cái hai cái gọn gọn gì hả má xin lỡ phép chưa xin ngồi nãy giờ xin mới bay ra thế thực tình bắt đầu 25 hả? 28 cái gì vậy mà. Rồi để thứ hai. Đây. Trả cho chị. Ờ cơm ngon quá. Để hôm nay em trả cho. Còn kìa. Cái này còn 4. Quay tốc tốc cái này mới qua chủ mới lần đầu quá ngon cho cái hộp đầy luôn đây nửa dịp mà nó đẹp rồi để con bỏ vô cái hộp đen ngon má chứ để đầy quá thành tới 14 trái xì ôi xin giờ chuẩn bị đi học mà còn đút hả trời chồng cô giáo đút cho thành sầu riêng
tìm cho chắc mình thắng sở nghiệp 415 cái mạng 8 về và mình phải chống nắng nha các bạn. Mình cái mạng 8 đường tự nhiên lên, tự nhiên quẹo lượng lên lượng, nay bán ngoài ngày 1 tiền mấy luôn nè. Khu là 1, 2, 3 bật nắp siêu phẩm. Trời ơi, cái này mới ốp lạnh cái này ăn chảy miếng. Trời sao sinh ra cái gọn trái này xong nó thơm, nó ngon. Ăn thường riêng nhiều bước mà ngon nhưng mà bị mụn các bạn, mụn thì qua spa mình giải quyết mụn luôn. Mới spa đó hả? Mới spa hả? Mới spa. Spa mọc. Mọc hả? Hai hộp, hộp nào cũng ngon. 15 ma sạc 3 lớn tôm. Buồn nhất. Buồn qua người dân á. À. Xong rồi nó muối quê dữ lực. Thu đã các kiểu luôn, mất qua cái thẻ kế bên. Spa mà coi nó sụp. Tỏ vô bên qua kế bên luôn. Cái ba ở nhà luôn. Cái homestay ở nhà luôn. Đại gia đình. Đi sáu. Căn cứ sẽ đi các bạn đi nghe nha. Bệnh không? Ăn bệnh ăn tôi này nè. Tự nhiên này tự truyền thống nè. Truyền thống. Ok. Cột lại, lấy thun cột lại rồi để về nhà tự vui luôn. Đầu ghi nhiệt thống là giá mềm hơn đầu ghi này nữa đúng rồi, đúng không? Wow, hay quá, hay quá, anh cập nhật thông tin hay quá. Nhưng mà điều cái là hột nó có hột nha. Tôi cần hột để tôi luộc ăn mấy ơi. À vậy hả, ăn hột à, đúng rồi. Thích ăn hột thì Thanh lấy hột về mình, Thanh lấy hột lép, không mà lấy gì lấy. À. Cái này bao hột luôn á. Hột bùi lắm á. Này lâu lắm rồi chưa ăn hột đầu ghi nè. Hột đầu ghi luộc ăn đã lắm. Hầm xương. Xương hả? À hầm được luôn hả? Ừ, nó giống như khoai sọ vậy đó. À, nó dẻo. Cắt bỏ cái vỏ hầm. Cái này là cho nhiều ai? Thành vô mánh. Hồi sáng giờ mà, hồi sáng giờ vô, bán cái đấy được bao nhiêu? Giá đó, giá đầu tiên. Ừ, khách mới hàng đó các bạn ơi. Giá đầu tiên. Ồ. Vui luôn hả? Vui luôn. Vui luôn. Gửi vợ luôn hả? À, làm cửa thôi à. Chụp gửi vợ luôn. Đâu biết khui đâu à. Khách mà. Cô 4 kg hơn. 4 kg. 475 ngàn. Đấy là siêu muối luôn. Trời, anh của nó là mấy năm rồi đó. Quá trời muối luôn. Có muốn làm phở được qua nghe. Đúng rồi, tưởng bỏ ra. Tưởng bỏ ra. Cá này mới có mềm, mới ngọt thôi đó, chưa có béo á. Cái này béo nè. Cả nguồn sắc ngoài đời ăn mềm quá. Nhưng mà chưa đủ độ ngon á. Hai học, hết học. Để cơm lên cái là khỏi lời phí là bán cái phí ba ngàn ký cơm ha. Cái này phải là 2 kg muối. Tới rồi, 8 kg. Cái ấy tỏi ngâm nước rồi nó lên cái viên cái đó. Có lọc, có lọc, có lọc. Đây là bữa trần mấy rồi, tôi kia 9 cơm rồi. 600 tầm. Như gần con lưỡi là 4.3 mà cái cơm cái gì là 50% đó. 64. Quá định. Quá
Bên đây, bên đây. Lần lớn quá. Má ơi, xe cho má. Là cơm lắm nha, phía trước đi. Nữa 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 nữa. Cô mua này là mua loại chán luôn rồi. Mày chắc về là phải ăn 5 người. Làm chặn. Làm 2 đi, không chắc không nổi. Nè. Đó thấy không? Nhớ mỗi tối này là bữa đầu đi lấy tự qua chặn. Ủa quá ngọt. Cái không á nhiều. Trời ơi, bao ngọt luôn. Thử thử đi. Cô thử đi. Một tí hay đã cô ăn thêm gì? Thử trên đầu á. Cái này ướt hơn nãy à. Gáo mà. Nghe ơi, nó gáo ướt đền cho anh chạy nữa đi. Ngon. Buổi sáng có vẻ là xôm tụ ban đêm nha. Bữa này không có mấy cô. Bò hầm nữa nè. Trái tự nhiên này đó phải bò thêm mới đúng. Hay quá ha. Bán người ta mà không thêm mà bớt. Quá lời không. Trời ơi. Quá ngon. Vậy chào đẩy. Cái trái này cũng đỉnh lên. Vậy chào đẩy lên. Trái quá trời. Ok, thăm vô trong đủ, không có thiếu đâu. Tính cơm cho con. Sáu rồi, đến là 3 ký, chứ 3 ký mốt. Chịu, béo luôn. Nhỏ mà ống. Này mua trái, mua trái khuyến mãi trái nha. Quẹo lửa, quẹo lửa. Trời ơi, ngon quá, trái này còn quá vàng. Rồi, xuất sắc. Thử miếng không? Thấy cơm nó vàng như là hỏi thử luôn á cả nhà. Thử miếng đi. Ăn có lên đường không? Cảm ơn. Cái nào cũng xuất sắc luôn. Đậu cá này 3 ký mấy mà nó ngon thì đâu luôn. Ủa cái này vàng à, nó vàng nghệ luôn ha. Ờ, vàng nó kìa, vàng như miền Tây á. Cái này còn có hộp không? Hai hộp. Hai hộp, hai hộp. Dạ, bán cho em một cái hộp đi. Chỗ đó cũng ghê lắm. Trái này ngon quá trời. Hai hộp ăn chắc để cháu. Chắc tập 1 ký rưỡi luộc á. Thôi ngửi. Bụng chưa bự mà. Ủa mày còn nhỏ. Thì bớt nhậu rồi đến đâu rồi. Nhậu mà đi tập thể dục rồi nó cũng không nhậu. 6 ngột luôn. Này dậu bỏ vô bia quậy lên nha. Uống xỉn luôn. Nhanh xỉn. Mở khu sầu riêng quay vô. Múc cơm cho con. Gọi là sầu riêng truyền thống nha các bạn. Dạ đúng rồi. Cái này nghe con.
Rồi chị ăn cái đồ chỗ cứng rồi sao lạc rồi. Sắp xếp lại cho đẹp.